Sứ Lê Gia xin kính chào cô chú và anh chị. Bên con hôm nay có một số cây sứ Thái ghép xin giới thiệu đến với cô chú và anh chị. Và con xin chia sẻ thêm là cái giờ đăng clip bán bên con là 7 giờ tối hàng ngày, bán từ tối thứ hai đến tối thứ bảy ạ. Và con có cung cấp luôn các mặt hàng phân thuốc để mà mình chăm sóc cho vườn kiển ha. Con bán một combo là 8 món 200 ngàn. Và con cũng cung cấp phân hữu cơ để mà mình bón cho cây trồng, mình bổ sung thêm các chất dinh dưỡng cho nó ha, và làm cho đất mình tơi xốp. Con bán một túi nhỏ là 20 ngàn. 20 ngàn là mình có thể bón cho nó 2 đến 3 cây kiển cỡ như vậy ha. Là cái phân đó mình để phân khô, mình rắc trên mặt tro, rồi mình tưới nước, từ từ phân sẽ tan, cây ăn chất dinh dưỡng. Và cô chú anh chị mình xài số lượng nhiều thì liên hệ bên tụi con mình mua dặn ký ha. Rồi con quay trở lại con bán cây sứ. Mình có cây số 1 là cây sứ củ quái dáng nằm, ghép giống cẩm đan 2, hoa màu tím, hoa dạng cánh kép ha. Cây mình ghép 3 bo, cẩm đan thì đang vô nụ nhỏ thôi. Cây sứ củ quái, củ nó hình vậy nè ha, 150 ngàn. Số 2 là cây sứ dáng nằm, ghép giống hồng hà. Cây mình ghép 4 bo, tựa ra dài tầm khoảng 2 tấc. Hồng hà có mặt hoa nở luôn, 130 ngàn cây hồng hà. Số 3 là cây sứ dáng nằm, ghép 2 giống cẩm hồng 3 lớp màu hồng Reti, dạng cánh kép màu vàng. Cây ghép 4 bo, 180 ngàn. Số 4, cây sứ dáng nằm, ghép 2 giống nữa, Vân Huế 5, dạng cánh kép màu hồng sọc và Xuân Ý, dạng cánh kép luôn. Cây ghép 8 bo, 200 ngàn. Bộ tàn của cây này tựa nó phân tán ra đều nên tàn của mình nó tròn ha. Cây đang vô nụ. Đây cây sứ dáng nằm. Số 5, một cây dáng nằm nữa, ghép giống Tân Quý, hoa 5 cánh màu đỏ. Cây ghép 4 bo, 140 ngàn. Số 6, cây sứ dáng nằm dạng mini. Cái hoa này thì con bên con chưa có biết tên nó, tạm kêu nó là sứ Thái 1 ha. Hoa 3 lớp, màu sắc hoa như hình mình đang thấy đây ạ. Sứ cũ dạng mini, hình một con thú đang nằm ha, có cái đuôi nữa nè. Cây mình ghép 5 bo, 160 ngàn. Số 7, sứ dáng nằm ghép giống Xuân Ý, ghép 4 bo, 180 ngàn. Số 8 là có cây vô danh, hoa dạng cánh kép màu trắng, cánh viền hồng. Cây của mình ghép 6 bo, 140 ngàn. Số 9, cây Thảo Thuận 7. Thảo Thuận 7 là hoa 5 cánh, cây ghép 4 bo. Củ này thì cái củ hình hơi lạ mắt xíu ha, 120 ngàn. Số 10, hương hạ, hoa màu vàng, cánh có viền. Cây ghép 4 bo, 140 ngàn. 11, kim anh, dạng 3 lớp ha. Cây mình 6 bo, 150 ngàn. 12, rainbow, cây ghép 4 bo, 130 ngàn. 13, đồng dao, đồng dao 3, hoa 5 cánh, tựa nó ra dài tầm khoảng 2 tấc rưỡi luôn. Cây ghép 3 bo, 110 ngàn. 14, Minh Thi 12, ghép 10 bo, ghép 10 bo ha, củ to 200 ngàn. Cái củ nó, cái vòng củ nó khoảng là 2 gang rưỡi, tay mình vòng lại nè, vô nó chật cái chậu này luôn. Cái bộ tàn nó dang ra tầm khoảng là 4 tấc phía ngoài. 15, Quyết Thắng, màu đỏ dạng cánh kép, cây 5 bo. Củ này củ tròn, 140 ngàn. 16, Minh Hoàng, cây ghép 4 bo, 130 ngàn, hoa màu vàng. 17, Ngọc Băng, dạng cánh kép màu trắng, ghép 4 bo, 130 ngàn. 18, Sĩ Thư,
hoa dạng cánh kép màu trắng, cánh viền hồng, ghép 3 bo, 130. 19 thiên hương, dạng cánh kép màu hồng, cánh ở ngoài viền hồng đậm nè ha. Giống này thì có hương thơm, cây mình nó ra hoa vậy mình ngồi kế bên là nghe thơm thoang thoảng á. Cây này vô vỏ 10, ghép 12 bo, 250.000. Mình xem bộ tàng đó ha, tựa nó phân tán ra đều nên nhìn bộ tàng mình nó xòe tròn, bộ tàng nó dang ra khoảng 5 tấc. Rồi mình xem củ nó đi, 250.000. Hai mươi là có cây hồng hai lớp, hoa này nó mà hoa nó nở ra nó hai đợt màu ha. Ra đầu tiên thì màu hồng đậm hai lớp nữa ha, ra nở mấy ngày sau là còn nhạt nhạt lại cánh còn viền, cánh có viền ngoài họng nó đỏ thẫm. Cây ghép 4 bo, 130.000. 21 màu tím than dạng cánh kép, cây ghép 3 bo, 130.000. 22 cẩm hồng 3 lớp, ghép 9 bo, 150.000. Tựa ra khá là dài, tựa của nó ra cái này về mình có thể mình chiết riêng được luôn á, ra khoảng 3 tấc, 2 tấc rưỡi đến 3 tấc, có cái dày hơn nữa, củ nó khá là to luôn. 23 là dạ khúc, dạ khúc đang nở hoa nè ha, màu hồng sọc tím nè. Cây của mình là ghép 6 bo, bo ra khỏe mập nè ha, tựa ra dài. Cây 6 bo củ to vô chặt chậu này luôn, 160.000 cây dạ khúc. 24 Vĩnh Lộc Nam, dạng cánh kép màu đỏ có sọc nè, Vĩnh Lộc Nam ghép 9 bo, 150.000. 25 Vân Huế 7 hai lớp màu hồng, cây mình đang ra hoa, cây 3 bo, 3 bo cái tàn nó dang ra hình như cái quạt xòe ha, 120.000. 26 là tím than, tím hai lớp nè, màu tím hai lớp, cây của mình ghép 7 bo, 130.000, củ cơ bắp ha. 27 Phúc Tấn, dạng cánh kép màu hồng chớm trắng, cây ghép 7 bo, 140.000, củ vô kính cái miệng chậu luôn. 28 Vân Huế 13 màu tím có sọc, cây ghép 3 bo, tựa ra dài, 130.000. Củ nó gọn thôi nhưng tựa của mình khỏe và dài. 29 là cây này hai giống Ruby 5 cánh màu đỏ và hồng ngọc, dạng cánh kép màu hồng, cây ghép 4 bo, 130.000. 30 Khôi Nguyên 3 lớp màu đỏ, cây này con vô vỏ 10 nha, tựa của mình nó ra dài khoảng 2 tấc chứ hơn, cây ghép 6 bo, 160.000. Củ nó khoảng hơn 2 gang tay của mình, cái vòng củ nó. Và 31 là con có cây hàng Sơn Nam, hoa dạng cánh kép màu trắng, cây này ghép 4 bo, 120.000. Chưa cơi củ ha, chưa cơi con không biết củ mình nó ra trong đây nó lớn hay nhỏ. Hãy mình hên thì nhổ ra cái củ của mình nó to, tại cái củ mình chưa cơi mà này theo con để thử ấn thử ngón tay vô đây con thấy cái củ này chắc cũng to to khoảng bằng tay mình ạ. Rồi 32 là con có một lô 4 cây 4 giống 300.000, trong đó có 2 cây ghép 1 cốt nha và 1 cây có sẹo. Rồi cây 1 cốt đầu tiên củ của nó khoảng bự hơn hộp sổ ông thọ xíu, cây này được cắt bo một lần nên bung tựa ra rất là nhiều, ghép giống quyết thắng. Rồi số 2 là cây hồng loan, hoa dạng cánh kép màu hồng,
cánh có viền ngoài, nhìn mặt hoa này rất là dễ thương. Cây ghép ba bo, củ nó thì gọn thôi ha, cái củ nó bằng cái chai nước suối nhỏ, ghép ba bo tựa ra nhiều. Một lô mình 4 cây mà có 300 ngàn mà ha. Rồi tiếp một cây nữa là một cốt nè, Phú Lộc. Phú Lộc ra phun ra tựa rất là nhiều luôn. Một cốt mà nó ra là 2, 4, 6 cái tựa dài luôn. Phú Lộc. Rồi tiếp lô 32 là mình có cây Hiệp Thành. Hiệp Thành ghép 4 bo, củ này có sẹo, con ghi chữ sẹo nè ha. Con ghi cái chữ sẹo là về lưu ý giùm con nha, đừng bán vốn là sao cây có sẹo. Có sẹo nhưng mà cây của mình đã được xử lý lành, ra rễ luôn rồi nè. Lô này số 32 là mình 4 cây. 300 ngàn. Rồi hôm nay con làm clip giới thiệu đến với cô chú và anh chị mình một số giống sứ Thái ghép này ha. Khi mà cô chú và anh chị mua hàng, xin cô chú và anh chị hãy hỗ trợ cái phí ship cho tụi con ha. Mình yêu thích hoa sứ Leza thì xin hãy bấm like để ủng hộ. Và đồng thời mình bấm đăng ký để mình có thể cập nhật những thông tin mới về những mẫu hoa đẹp. Và con xin cảm ơn cô chú và anh chị đã quan tâm theo dõi và ủng hộ hàng cho kênh của tụi con trong thời gian dài qua. Con xin cảm ơn rất là nhiều ạ.